Uốn kiểu tóc xoăn ngắn nam mạnh mẽ cho anh em trong mùa hè này anh em tham khảo nhé. Vào buổi sáng hôm sau, bình yên như chưa yêu nhau. Giờ thì anh đã cân đáng để rời xa em rồi. Đừng khóc nhé em người ơi, dù rằng đường mình chung lối, anh từng ngỡ sẽ dài. Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng. Giờ thì anh đã cân.